Xin chào anh Tùng ở Đắk Lắk, mình là Nhật Audio. Hiện tại thì Nhật đang test âm ly Bellmaster 900 trước khi giao hàng cho anh. Đây mời anh. Đầu tiên mình sẽ test trực tiếp qua hai cái loa của con này. Ta rồi ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hơn dối nên người có chết. Nơi xa rồi vẫn vương từng phút giây êm đềm cùng người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làm quê. Từ khi vào lĩnh vực lạnh xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày hiền hòa bên mái tranh. Đây, và bây giờ Nhật sẽ test luôn và đài radio con này. Mời anh. Đây mình sẽ nhấn vào nút M. Mà chúng ta thực hiện về chuyển đổi số và khởi nghiệp thì rồi đổi mới sáng tạo thì chúng ta cần phải chuyển đổi số là điều đương nhiên. Thế thì để thực hiện việc mà chuyển đổi số các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thì tôi nghĩ là nó sẽ có những điểm quan trọng như sau. Cái thứ nhất là chúng ta cần phải làm tốt hỗ trợ truyền thống đã. Đây nói chung mọi chức năng của này đều hoạt động rất là tốt, từ hai cái loa nghe nhạc và nghe đài đều rất ok. Và bây giờ thì Nhật cũng sẽ cắm dây vô cặp loa JBL này để mà test con này với cặp loa JBL luôn. Đây mời anh. Và hiện tại thì Nhật cũng đã kết nối cả dây loa cái dòng sản phẩm này vào. Đây, con này sẽ có số seri, chạy tổng cộng là 5 con sò sắt, điện 220V. Đây mình đang chơi với loa của JBL. Đây mời anh. Có người con gái trong bể đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Hãy đi trong giá lạnh chẳng nghĩ người đàn áo, một vầng trăng sẽ đóng kia đôi áo đang chưa phơi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét. Gom đầy nỗi nhớ, viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lành giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngờ đã mong từng. Đây nói chung mọi chức năng của con này và cả loa phía trước và mình test cả ra ngoài luôn, nó đều hoạt động rất là tốt, rất là hoàn hảo. Và cả đài radio bắt sóng cũng rất là tốt. Và bây giờ thì Nhật cũng sẽ bắt đầu đóng hàng và giao cho anh. Mình sẽ tặng ơn dẫn anh
cái cọc dây để mà anh có thể mà kết nối qua đầu đĩa CD là dây ra bung sen mà anh kết nối AV và cái này nó sẽ ra loa. Rồi ok, cảm ơn khách đã đắt đợi ủng hộ những audio rất là nhiều.